cái bút đỏ em ơi. Cháu ai vừa đứng đây chị. Ừ, mai chị đưa cho. Chị ghi ba bản chưa? Em ghi ba bản rồi. Anh Linh vào đọc giúp em với. Bà cũng phải đọc những phần nào? Đọc hết. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì độc lập tự do hạnh phúc. Thế giới lọ. Hà Nội ngày 16 tháng 11 năm 2023. Bên A, Đình Bay, ông bà Phạm Quang Linh, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1990, số căn cước công dân 026-090. Chị đứng gần gần với anh. 14. Đứng gần với anh. 744. Cấp ngày 2 tháng 10 năm 2021. Lên cấp cục cảnh sát. Hộ khẩu thường trú thân vân Tam Dương Phúc. Hợp đồng lao động 3 năm. Ngày bay dự kiến. Ngày bay sang Đài Loan dự kiến 23 tháng 11 năm 2023. Bên B cho vay. Ông bà Nguyễn Xuân Hiếu sinh ngày 5 tháng 5 năm 1957. Căn cước công dân 025-087-000-614. Cấp ngày 10 tháng 7 năm 2021. Nơi cấp cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Hộ khẩu thường trú Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Rồi đọc bên bảo lãnh. Bên C người bảo lãnh ông bà Dương Thị Giang. Chị đọc đi. Vâng. Bên C bảo lãnh bà Dương Thị Giang sinh ngày 28 tháng 11 năm 1989. Căn cước công dân 026-189-010-400 cấp ngày 15 tháng 9 năm 2021. Nơi cấp của cảnh sát hệ hộ khẩu thường trú Thanh Vân Tam Dương Vĩnh Phúc. Quan hệ với người vay tiền là vợ của bên vay là Phạm Thông Minh. Số điện thoại liên hệ là 0989852903. Số tiền vay là 200 triệu đồng. Lãi suất không đồng, thời hạn là vay là 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh. Ngày hết hạn hợp đồng vay là 23 tháng 5 năm 2024. Lý do vay là nhằm mục đích sang Đài Loan, không bỏ trốn khỏi nơi làm việc, bỏ trốn tại công ty nhà máy điện dưỡng lão chủ sử dụng. Công ty xuất khẩu lao động yêu cầu ông Phạm Quang Linh phải đặt cọc là 200 triệu đồng cho công ty xuất khẩu lao động. Nhưng ông Phạm Quang Linh không thể chuẩn bị được số tiền đặt cọc trên nên nhờ ông Nguyễn Xuân Hiếu sinh năm 1987 cho vay số tiền trên. Đồng, anh Linh đọc tiếp đi. Chị đồng nốt đi, đồng nốt đi. Cam kết của bên bảo lãnh tôi là Dương Thị Giang xin đứng ra bảo lãnh cho người nhà là ông Phạm Quang Linh vay số tiền là 200 triệu đồng Việt Nam với lãi suất 0 đồng trong thời hạn 6 tháng được bỏ trốn khỏi nơi làm việc. Tôi Phạm Quang Linh sẽ phải trả số tiền trên cho ông Nguyễn Xuân Hiếu trong vòng 3 ngày kể từ ngày chủ sở thông báo bỏ trốn. Nếu tôi không trả số tiền trên thì ông Nguyễn Xuân Hiếu có quyền đến tịch thu tài sản nhà cửa đất đai với giá trị tương đương 200 triệu đồng Việt Nam, mà tôi không nói chuyện tiện dụng bất kỳ điều gì. Anh đọc tiếp đi. Anh đọc. Tôi cam kết đấy lại. Chị đọc cô dành được. Đúng không ạ? À, cái phần giấy tờ để lại chị vâng. Tôi tự nguyện để lại các giấy tờ gốc để đảm bảo. Một, đăng ký kết hôn của Phạm Quang Linh và Dương Thị Giang. Hai, giấy khai sinh của cháu Phạm Thúy Hằng. Giấy khai sinh của cháu Phạm Thúy Hằng. Bằng lái xe máy của Phạm Quang Linh và bằng lái xe máy của Dương Thị Giang. Tức là mình vẫn phải xuống đây để lấy giấy tờ bất kỳ. Đọc tiếp với chị, đọc hết đi. Cam kết của bên cho vay là nếu đến ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày hết hạn hợp đồng vay tiền 6 tháng, ông Phạm Quang Linh không bỏ trốn thì giấy vay lọ này vô giá trị, sẽ không có lọ bất kỳ một đồng nào với ông Nguyễn Xuân Hiếu và mọi giấy tờ mà bên vay để lại sẽ được hoàn trả đầy đủ. Sợ nói miệng, không có bằng chứng nên chúng tôi lập giấy vay tiền này làm bằng chứng kèm theo video cam kết của người bảo lãnh. Chúng tôi
xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2023. Giấy vay nợ này được in thành 3 bản, mỗi bên có 1 bản, có giá trị tương đương nhau. Bên vay Phạm Quang Lê, bên bảo lãnh Dương Thị Giang. Rồi, anh chị đã hiểu rõ bản giấy vay nợ đấy chưa ạ? Rồi em xin kết thúc video tại đây nhé.